Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình thảo luận đặc biệt ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày chúng ta vẫn có chương trình thảo luận đặc biệt, chủ yếu là tìm hiểu sâu mỗi một vấn đề xảy ra xung quanh chúng ta. Đáng lý chương trình này được phát trực tiếp trên Facebook và được phát lại trên YouTube. Tuy nhiên thì Facebook mấy ngày nay Phong không có phát livestream được, do đó đành phải thâu lại chương trình này và phát trên YouTube. Hy vọng rằng tất cả khán giả thông cảm cho. Và trong cái đề tài thảo luận đặc biệt ngày hôm nay, quý vị, đồng loạt ngày hôm nay báo chí của Cộng sản, tức là cái những cơ quan tuyên truyền của Đảng Cộng sản tại Việt Nam đã đăng tin về lũ lụt và sạt lở ở khu vực ở miền Trung Việt Nam từ Thanh Hóa tới Hà Tĩnh, và trong đó họ đã bắt đầu nêu số thiệt hại khá nhiều. Và điều này có ý nghĩa như thế nào? Chúng ta liếc qua một số những cái tựa đề các bản tin là chúng ta biết ngay, quý vị. Cảnh báo về lũ trên các sông từ Thanh Hóa tới Hà Tĩnh, đó là cái tựa đề của báo Thanh Niên. Trong khi đó thì tờ Tuổi Trẻ, Nghệ An có gần 1.200 nhà dân bị ngập, Thanh Hóa thì cho hàng ngàn học sinh nghỉ học. Tờ VN Express thì hàng nghìn nhà dân đã bị hư hại do mưa lũ. Đây là những cái bản báo cáo của báo chí Việt Nam gần như đồng loạt là lên trang bìa hết. Quý vị, tại sao lũ lụt lại năm nay lại đồng loạt như vậy so với mọi năm? Thực ra quý vị, đây là một trong những cái tôi gọi là gì quý vị, cầm đèn chạy trước ô tô. Tức là họ sẽ gióng lên tiếng trước và sau đó tiếp đến sẽ là báo cáo về thiệt hại đã bao nhiêu và có bao nhiêu nhân mạng bị thiệt mạng. Rồi kế đến là sẽ là một cái chiến dịch quyên góp cho đồng bào lũ lụt miền Trung và sẽ được thực hiện bởi Mặt trận Tổ quốc Trung ương hay là Mặt trận Tổ quốc ở địa phương. Và đây được xem là cái mùa kiếm tiền và cái mùa câu cơm của các cán bộ đảng viên ở khu vực địa phương. Quý vị, chuyện này dường như đã xảy ra mỗi năm và gần như là người dân ở trong nước vẫn tiếp tục đóng góp tiền cho đồng bào thân thương ở miền Trung, rồi những người ở hải ngoại thông qua các tổ chức tôn giáo cũng là đóng góp để hỗ trợ cho những người nghèo ở miền Trung Việt Nam. Quý vị, tất cả những cái này sẽ diễn ra trong thời gian tới sau khi mà những trận lũ lụt mưa lớn quét qua rồi xả lũ. Tức là các cái nhà máy thủy điện tại đây lại xả nước ra và gây thêm tình trạng ngập lụt mới. Và các cái hồ ở trong các cái nhà máy thủy điện này đã bắt đầu manh nha chuẩn bị xả lũ nữa rồi quý vị. Đây là cái cách mà cán bộ đảng viên ở miền Trung kiếm tiền mỗi năm. Mỗi năm tổng số tiền mà gửi về cho miền Trung trong các cái vụ bão lụt này quý vị lên tới hàng trăm triệu Mỹ Kim. Mà đa số là do người ở hải ngoại gửi về. Rồi sau đó một phần là do những người dân trong nước đóng góp thông qua những nhân vật được xem là của công chúng, nghệ sĩ cho tới những công ty về giải trí bắt đầu thực hiện tiến trình quyên góp để mà hỗ trợ cho đồng bào lũ lụt ở miền Trung. Chuyện này quý vị nghe quen thuộc không? Rất quen thuộc. Và đó là cái cần câu cơm của Mặt trận Tổ quốc và của các quan chức ở địa phương. Tại sao tôi gọi là cần câu cơm? Họ chưa bao giờ có những cái nỗ lực mỗi một năm để làm cách nào ngăn chặn tình trạng này. Họ cố tình và họ để cho tình trạng này tiếp tục diễn ra mỗi năm. Tại vì mỗi năm cái tiền quyên góp rất là nhiều. Và kể cả ở hải ngoại gửi về cho tới kể cả ở trong nước. Quý vị, chính ra quý vị, cái luật của Cộng sản nó quy định rất kỳ cục. Nhưng mà những người trong nước không biết được cái nguồn tiền của họ đi đâu. Cuối cùng thì quý vị, tiền tri hô lên, ô, miền Trung đã được quyên góp mấy chục tỷ đồng. Miền Trung đã được những nghệ sĩ này đứng ra quyên góp được cả tỷ, 2-3 tỷ đồng. Mỗi một nghệ sĩ, mỗi một cái tổ chức như vậy, vài tỷ. Và quý vị, khi mà chúng ta nhìn thấy hình ảnh mà đi phát quà lũ lụt đó, thì chúng ta bật ngửa hết. Mỗi một người được vài ký gạo, vài gói mì, xong. Cả tỷ bạc chỉ được vài ký gạo với vài gói mì mà thôi. Còn lại số tiền còn lại đi đâu quý vị? Có trời mà biết. Tại vì sao? Tại vì theo cái luật của Cộng sản cai trị, tất cả những cái vụ quyên góp đóng tiền cứu trợ
đều phải đi qua mặt trận tổ quốc, đều phải có sự đồng ý của mặt trận tổ quốc và sự gọi là hỗ trợ trong mặt kép. Nói dùng chữ hỗ trợ, nhưng thật ra quý vị, không có mặt trận tổ quốc thì sẽ không được phép đi làm thiện nguyện. Các chính quyền địa phương nó sẽ cản lại. Ví dụ ở bên đây có một người mang 5.000 đô về, đi qua bên đó đi mua gạo, mua mì mà chở lên tới miền Trung mà phát đó. Thì quý vị, đám quan chức địa phương nó cản lại ngay. Nó nói, ê, làm thiện nguyện không có giấy phép, đi về không cho vô. Mà có lén đưa cho người dân đi nữa đó quý vị. Hai bữa sau, lệnh của quỹ ban đưa xuống là tịch thu lại hết. Tất cả những người dân nhận tiền cứu trợ hay nhận phẩm vật cứu trợ đều phải nộp lại cho quỹ ban nhân dân xã, nhân dân huyện hay là nhân dân tỉnh. Tại vì những cái cuộc cứu trợ này được Cộng sản Việt Nam xem là bất hợp pháp. Tại vì Cộng sản Việt Nam đẻ ra cái hệ thống vệ tinh gọi là Mặt trận Tổ quốc. Mặt trận Tổ quốc là một cái tổ chức mà nó control, nó kiểm soát tất cả những cái tổ chức hội đoàn ở Việt Nam. Trong đó nào là hội nhà văn, nào là hội phụ nữ, nào là chữ thập đỏ. Ở bên đây chúng tôi gọi là hồng thập tự, ở bên đó nó gọi là chữ thập đỏ. Rồi những cái hội nghiệp đoàn công nhân đều nằm dưới sự chỉ đạo và điều khiển của Mặt trận Tổ quốc. Thì quý vị, do đó cái mùa này là cái mùa câu cơm và cái mùa gọi là tiền vô túi nhiều nhất của Mặt trận Tổ quốc. Và thứ nhì là quan chức địa phương. Đây là một trong những cái mà quý vị mỗi năm xảy ra, nhưng mà vẫn có nhiều người hải ngoại bị gạt và vẫn gửi tiền về. Rồi nhiều người trong nước cũng thấy thương đồng bào miền Trung quá, cho nên cũng đóng tiền vô. Và cuối cùng quý vị, tiền này tới tay của đồng bào ở miền Trung thì được vài ký gạo, vài gói mì. Còn tất cả đều vô túi của Mặt trận Tổ quốc và vô túi của các quan chức địa phương hết. Ngay cả ở hải ngoại này, quý vị, những cái tổ chức thiện nguyện ở hải ngoại này, tôi nói quý vị, là nó phải, họ phải, nếu mà là những tổ chức tôn giáo, tôi nói là những tổ chức tôn giáo đó, thì phải hợp tác với lại Mặt trận Tổ quốc thì mới được. Còn những tổ chức cá nhân về bên đó thì cũng phải tiền ra tiền vô với Mặt trận Tổ quốc thì mới được đi làm thiện nguyện. Kể cả nghệ sĩ. Quý vị, do đó không thể nào tránh được cái việc mà tiền đó vô túi của quan chức hết. Và ngay cả những người mà tổ chức ở hải ngoại này rất nhiều, mà tôi đã nói rất nhiều lần trong những cái livestream trước đây hay là những cái clip trước đây rồi đó quý vị. Tôi nói quý vị là luật của Cộng sản rất rõ ràng. Mà quý vị không thể nào cầm tiền mặt về để mà đi làm thiện nguyện. Quý vị cầm 5 năm 3 ngàn thì ok. Nhưng mà quý vị cầm mấy chục ngàn tới mấy trăm ngàn, làm cách nào quý vị ra khỏi nước Mỹ? Làm cách nào quý vị đem mấy trăm ngàn đó vô Việt Nam? Impossible. Không có được. Thứ nhất là ở Mỹ này, họ cũng chỉ cho mang một số tiền lượng tiền mặt ít thôi. 10 ngàn, 6 ngàn ra khỏi nước Mỹ thôi. Đó là tiền mặt đó quý vị. Còn nhập cảnh vào Việt Nam đó quý vị. Quý vị đi mà mang cả trăm ngàn vào á, hải quan ở Việt Nam mà nó không làm phiền quý vị mới là chuyện lạ. Nếu quý vị khai, tôi đang mang 200 ngàn, 300 ngàn về cứu trợ cho Việt Nam. Quý vị khai như vậy một cái, là coi như là quý vị sẽ đút đầu vô cho Mặt trận Tổ quốc hết. Còn nếu quý vị không khai, quý vị giấu, nó phát hiện được mất ráng chịu. Còn quý vị, hệ thống ngân hàng chuyển ngân bên đây, với cái chính sách gọi là siết chặt về tình trạng rửa tiền. Do đó, các hệ thống ngân hàng phải thông báo nguồn gốc của đồng tiền. Và cái mục đích của đồng tiền này là cái gì? Nguồn gốc của đồng tiền thì rất là dễ ở bên Mỹ. Tại vì các cái tổ chức thiện nguyện đều có cái môn bài về bất vụ lợi. Thì không thành vấn đề. Tiền này là quyên góp của mọi người khắp nơi ở mức nước Mỹ mà. Do đó thì về nguồn gốc của nguồn tiền thì không có vấn đề gì cả. Nhưng mục đích của tiền đó gửi ra về Việt Nam làm cái gì? Thì ngân hàng đòi hỏi. Thì chúng tôi gửi về để cứu trợ cho những đồng bào bão lụt ở miền Trung. Thì quý vị, chuyển ngân này sẽ được chuyển ngân qua ngân hàng trung ương của Cộng sản Việt Nam trước khi tới những ngân hàng nhỏ. Ví dụ quý vị chuyển ngân qua ngân hàng VC Bank hay là Ocean Bank gì đó. Ok. Nhưng mà quý vị, trước khi nó tới cái ngân hàng VC Bank hay Ocean Bank, nó phải qua ngân hàng trung ương, tức là Vietcommercial Bank. Hay còn gọi là Vietcombank á. Đó là ngân hàng trung ương của Cộng sản Việt Nam.
Thì quý vị, số tiền đó khi mà từ bên Mỹ, ngân hàng bên Mỹ mà chuyển qua ngân hàng của Trung ương Cộng sản Việt Nam, thì họ cũng đề rõ mục đích. À, số tiền này là tổ chức ABC gửi vài trăm ngàn, vài chục ngàn về để hỗ trợ, cứu trợ cho đồng bào miền Trung. Đúng không quý vị? Thì ngay lập tức Vietcombank Bank sẽ viết một cái thông báo cho Mặt trận Tổ quốc. À, chúng tôi vừa được chuyển ngân của tổ chức ABC này, nhận được tiền ở hải ngoại gửi về để mà hỗ trợ cho đồng bào miền Trung, yêu cầu Mặt trận Tổ quốc tới hỗ trợ cho cái tổ chức này. Thì quý vị, Mặt trận Tổ quốc có mặt ngay, tại vì không có giấy phép của Mặt trận Tổ quốc, lấy con khỉ gì mà đi cứu trợ? Phải có sự hiện diện của quan chức nằm trong Mặt trận Tổ quốc chứ. Do đó quý vị, tiền mà thiện nguyện gửi về phải đi ngang ngân hàng trung ương của Cộng sản. Còn quý vị mặc cầm tiền mặt về là impossible. Nếu mà giấu, nó phát hiện ra thì quý vị mất. Nó lấy hết luôn, mất trắng luôn ngay tại phi trường. Còn nếu nó, ô, số tiền này tôi mang về cho quý vị thấy đây nè, tôi mang ra, tôi trình cho hải quan thấy là tôi mang về để mà cứu trợ đồng bào miền Trung, thì hải quan có nhiệm vụ sẽ gọi cho Mặt trận Tổ quốc. Họ cũng sẽ gọi cho Mặt trận Tổ quốc, ô, anh về làm thiện nguyện, anh phải làm việc với Mặt trận Tổ quốc để họ hiểu rõ hơn hoàn cảnh của người đồng bào miền Trung, bla 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 bla. Nó đưa một loạt những cái giải thích ra. Quý vị phải cộng tác với Mặt trận Tổ quốc. Đó là cái vệ tinh do Đảng Cộng sản lập ra đó quý vị, để kiểm soát tất cả những cái hội đoàn trong nước. Kể cả hội chữ thập đỏ. Hội chữ thập đỏ thì còn chết nữa. À, những người bên đây quyên tiền cho Hồng Thập Tự, tức là Red Cross, tức là American Red Cross, để mà họ chuyện họ cứu trợ đồng bào miền Trung. Quý vị, Hội Hồng Thập Tự của Mỹ họ đâu có đưa nhân viên về bên đó. Thứ nhất là họ nói rất công khai cho mình rõ ràng là trong cái số tiền quyên góp họ trích ra 10% để trả lương cho nhân viên của họ, 90% còn lại họ đi cứu trợ. Nhưng họ có đi đâu? Họ gửi về cho Hội Chữ Thập Đỏ của Cộng sản Việt Nam. Và quan chức trong Hội Chữ Thập Đỏ đó toàn là đảng viên không. Rồi lại nằm dưới cái dù của Mặt trận Tổ quốc nữa. Cuối cùng quý vị, tiền thì nhận rất là nhiều mỗi năm, nhưng mà kết quả tới tay của đồng bào miền Trung thì người được 3 ký 5 ký gạo, người nào khá lắm được 10 ký gạo, rồi được 2 thùng mì, mà mì nhiều khi mì hết hạn nữa, mình cũng không biết nữa. Thì quý vị, đó là cứu trợ đó, và số tiền đổ về cả tỷ, cả trăm triệu không biết đi đâu hết rồi. Nó biến đi đâu hết, mất tiêu rồi quý vị. Bởi vì nó qua những cái máy lọc này nè. Máy lọc của Mặt trận Tổ quốc, máy lọc của Chữ thập đỏ, máy lọc của những cái hội đoàn trong nước. Rồi xong rồi tới cái khâu địa phương, lại thêm cái máy lọc của địa phương nữa. Cho nên khi mà tới khu vực của những người được cứu trợ đó quý vị, những đồng bào được cứu trợ đó, thì chỉ còn vài ba cái áo. May lắm được vài thêm vài ba cái áo, còn thôi á là 5 ký gạo, 10 ký gạo, hết cả rồi. Rồi 2 thùng mì, có người thì được 1 thùng mì, có người được 2 thùng mì, that's it. Và quý vị, tình trạng lũ lụt miền Trung nó vẫn xảy ra mỗi năm, nhưng những kẻ ở địa phương không bao giờ đưa ra những cái chính sách để khiến cho cái nguồn nước lụt đó trở thành một cái lợi lợi thế cho nông dân, để biến những cái nguồn nước sông, những cái nguồn nước mưa đó trở thành cái lợi thế cho nông dân. Mà cuối cùng quý vị, nông dân lại hứng chịu tất cả những cái hậu quả của lũ lụt, của mưa lớn và bão nữa. Mùa bão lụt là tháng 11, bây giờ mới là mùa lũ lụt thôi, tức là mưa lớn thôi. Tới tháng 11 bão còn mạnh hơn nữa. Thì quý vị, đây là cái cách của quan chức địa phương, mỗi một tên lên nhận chức đều duy trì cái này để kiếm tiền. Lương nó không có nhiều hết. Lương của quan chức địa phương nghèo lắm quý vị, vài triệu bạc, mười mấy triệu đồng tháng. Trong khi đó, tên nào tên ấy xây nhà biệt phủ không. Hỏi tới, ồ, tôi làm sứt cả móng tay, hỏi làm gì không biết. Hỏi nghề của nó làm gì, gia đình nó làm nghề gì, không ai thấy gì hết. Nhưng mà tiền xây biệt phủ thì quá trời. Mỗi quan chức, tôi đã nói quý vị, là cái hệ thống này là cái hệ thống tham nhũng. Mỗi quan chức ở một cái ngành, ở một cái địa phương đều có tham nhũng riêng. Đó quý vị thấy, người đứng đầu của cục kiểm lâm, tức là giám sát rừng á, nhưng mà bước vô nhà của anh ta toàn là gỗ quý không,
từ bàn ghế tới vách tường cho tới sườn nhà. Quý vị, gỗ đó quý vị kiếm không ra. Nhưng mà các quan chức của Cục Kiểm Lâm có đủ hết. Các quan chức của Cục Kiểm Lâm có đủ hết. Ở bên Mỹ này quý vị, ở nhà xây bằng tường gạch với lại tường bằng drywall đó, nó rẻ hơn nhà gỗ đó. Nhà gỗ rất là mắc. Nhà gỗ mắc hơn nhà mà bằng steel á, bằng thép. Nhưng mà các quan chức ở trong cái ngành Cục Kiểm Lâm đó quý vị, thì nhà mấy ổng toàn là từ ngoài vô tới trong, từ cửa, từ vách tường cho tới vô trong sàn nhà, tất cả đều là gỗ mà gỗ quý không à. Mà họ giữ nhiệm vụ bảo vệ rừng. Quý vị, rồi miền Trung cũng vậy. Miền Trung bây giờ quý vị thấy á, những cái làng chài ở miền Trung đó, bây giờ ngư dân á, đánh bắt cá phải đi xa bờ. Tại gần bờ thì bị ô nhiễm. Mà quý vị, rồi đi đánh bắt xa bờ thì không có cá. Hoặc là đi rồi có cá đó thì bị đám dân quân ngư phủ của Trung Quốc cướp. Nhiều khi nó đục bể thuyền luôn. Rồi quý vị, họ về tới nơi đó, họ về tới, nhiều khi còn được cái xác tàu là hên lắm rồi. Và nợ của những chiếc tàu đó vẫn phải trả. Mà trước khi ra biển là phải đi qua cái cục bảo kê, tức là cảnh sát biển nó thu thuế trước đã. Nó thu tiền bảo kê trước đã, nếu muốn ra biển. Rồi quý vị, phải đóng tiền cho cảnh sát biển bảo kê. Ra tới ngoài đó bắt không biết được bao nhiêu cá. Về tới nơi, mang được cá về tới nơi là mừng rồi. Về tới nơi số lượng cá bán ra không đủ để trả tiền nợ của chiếc tàu. Không đủ để trả tiền nợ của cái bến. Cuối cùng các bãi biển làng chài của miền Nam, của miền Trung đó quý vị, dần dần biến mất hết. Thay vào đó là resort. Những khách sạn mọc lên. Những khu nghỉ mát mọc lên ngay trong những cái làng chài luôn. Bởi vì ngư dân họ không đủ khả năng trả nợ. Họ phải bán đất, bán đai, bán quyền sử dụng đó. Để đi nơi khác sinh sống, để làm nghề khác, bỏ nghề ngư nghiệp luôn. Thì quý vị, các bãi biển trống để làm gì? Thì xây khách sạn, xây resort, rồi xây những khu gia cư bán thành chia lô bán nền. Và nó cứ lặp đi lặp lại. Và quý vị, cứ mỗi năm tới mùa này là lũ lụt. Mà từ cái tên cán bộ cấp dưới cho đến cấp cao, tên nào cũng nói chuyện đạo đức. Nhưng mà cuối cùng thì quý vị, không tên nào làm được cái gì hết. Không tên nào đưa ra được cái giải pháp nào để mà tránh tình trạng lũ lụt gây hại tới ruộng lúa của người dân, gây hại tới cái nhà cửa của người dân. Tại sao nó phải làm? Làm cái đó là tự cắt tiền lương của mình rồi. Nếu mà bây giờ mà đưa ra những cái giải pháp giải quyết vấn nạn cho người dân thì có nghĩa là tự cắt cổ mình. Tại vì nếu mà làm như vậy thì lũ lụt đâu còn gây hại nữa. Mà không gây hại nữa, làm sao có thiệt hại? Mà không có thiệt hại, làm sao gây quỹ kiếm tiền? Làm sao kêu trung ương cấp tiền xuống? Do đó, nó duy trì tất cả những cái này để nó làm cái cần câu cơm mỗi năm. Mà không những quan chức địa phương, mà kể cả phần gọi là ăn ngon nhất là Mặt trận Tổ quốc. Đó là cái nơi chi phối tất cả những hội đoàn. Từ hội nhà văn, hội phụ nữ cho tới hội chữ thập đỏ đều nằm dưới cái dù của Mặt trận Tổ quốc hết. Quý vị, đây là cái gốc của vấn đề. Cái gốc của vấn đề là những kẻ cai trị. Và cái guồng máy cai trị đó, nó cố tình. Và tới cái mùa này đó quý vị, là cái mùa mà tiền ở hải ngoại gửi về nhiều. Từ tháng 10 cho tới Tết luôn. Là cái mùa hốt ngoại tệ của Cộng sản mà. Vừa gửi tiền do cho thân nhân ăn Tết nè. Rồi vừa gửi tiền về cứu trợ bảo lục miền Trung nè. Rồi cộng thêm mấy cái tổ chức hội đoàn ngoài này nữa. Chụp vài tấm hình gây xúc động cho người ta. Rồi cái bắt đầu gây quỹ ngoài này. Đủ kiểu gây quỹ hết luôn quý vị. Đủ kiểu gây quỹ hết luôn. Nhưng mà khi chúng ta đặt câu hỏi tới là các anh cứu trợ cho đồng bào ở miền Trung có thông qua đảng Cộng sản không? Ông nào cũng nói no, chúng tôi tự làm không có liên can gì tới Cộng sản hết. Làm sao không liên can? Tôi đã nói rồi, ví dụ như cá nhân mà 5-3 ngàn trở xuống thì có thể tự đi làm được. Còn cầm vài chục ngàn, làm sao làm? Làm sao mà không thông qua Cộng sản được? Kể cả các cơ sở tôn giáo, họ phải thỏa hiệp với Cộng sản.
họ phải thỏa hiệp với mặt trận tổ quốc. Do đó quý vị, những ông, nhưng mà ở ngoài này vẫn có người tin, ở ngoài này vẫn có người tin là họ sẽ đi làm và tiền đó vô thẳng túi của những người được cứu trợ chứ không có qua một tên cán bộ đảng viên nào hết. Vậy mà họ vẫn tin. Làm sao nguyên chiếc xe chở hàng cứu trợ đi vào trong một cái làng mà cán bộ địa phương nó không biết. Nó chặn ngay trước cửa làng, nó chặn trước khi bước vào cửa làng luôn. Nó hỏi đi đâu ạ? Chúng tôi đi cứu trợ. Nó cứu trợ có giấy phép không? Nếu mà đi cái kiểu đó và muốn xin giấy phép thì phải lấy liên lạc với mặt trận tổ quốc, rồi với quan chức địa phương, rồi để nó kiểm tra nhân thân của nhân vật này có từng chống đối nhà nước Cộng sản Việt Nam không. Nó đủ kiểu hết quý vị, gọi là kiểm tra nhân thân. Rồi cái cuộc cứu trợ này có mục đích chính trị gì hay không, nó làm đủ kiểu hết. Để cho chi quý vị, nằm trong rõ của nó, tức là cúi đầu đưa tiền, quỳ gối đưa tiền cho nó. Và cuối cùng tới tay của đồng bào miền Trung là cái gì? Vài ký gạo hết rồi, vài gói mì, thêm được cái bọc kem đánh răng là may mắn lắm rồi, hay được một hai bộ quần áo gọi là khá lắm rồi quý vị. Trong khi tổng số tiền đổ về miền Trung là bao nhiêu? Cả 100 triệu Mỹ Kim. Quý vị tính tổng số những người dân ở miền Trung là bao nhiêu người, và quý vị chia đều con số tiền mà nó đưa ra đó, của người ta gửi về ở khắp nơi, ở ngay trong nước, ở ngay hải ngoại, ở khắp nơi gửi về đó quý vị. Mà quý vị lấy cả 100 triệu này ra đó, mà quý vị chia đều cho tất cả tổng số dân của miền Trung, nếu số tiền này tới trực tiếp thì nó là bao nhiêu một người? Tệ tệ một người dân nhận cũng vài ngàn đô la, nếu cộng hết tất cả số tiền đó lại và chia đều cho tất cả những người dân ở miền Trung, những nơi bị bão lụt. Nhưng mà tại sao tới đó chỉ còn có vài ký gạo thôi? Nó đi qua hàng trăm cái bộ lọc, mỗi cái bộ lọc nó đục hết một khúc. Tới đồng bào miền Trung là những người mà nó nhân danh, những người nó nhân danh cứu trợ đó quý vị, thì không còn được bao nhiêu hết. Do đó quý vị, nó trở thành một cái bệnh dịch câu cơm và dịch kiếm tiền. Nguyễn Phú Trọng có nói tới chuyện này không? Nguyễn Phú Trọng có thấy được cái hệ thống này không? Và Nguyễn Phú Trọng có mở lò đốt củi trong cái hệ thống này không? Không có. Nguyễn Phú Trọng biết rõ chứ. Nhưng mà mấy đốt củi cái khu vực này á, hay là đốt củi luôn cái vụ này đó quý vị, là đốt hết mẹ nó đảng viên rồi. Làm sao dám làm? Đây chính là một trong những cái vấn nạn mà không bao giờ trị được hết. Cái vấn đạn này không bao giờ trị được hết nếu như cái đảng cai trị đó vẫn còn tồn tại ở Việt Nam. Một đảng cai trị, cái gốc của nó là như vậy. Cỡ Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng đó, có ngó tới những chuyện này không? No. Ông chỉ ngó tới những tay có tiền, có bạc, có chức, có quyền để ông ta đục thành, biến tài sản đó thành tài sản của phe nhóm ông ta thôi. Do đó, nói là Nguyễn Phú Trọng chống tham nhũng hả? Không khỉ, con khỉ, Thanh Trừng thì đúng hơn. Biến tài sản của cái đám đó thành tài sản của phe đảng mình. Đó là một cuộc thanh trừng. Chứ chả có con khỉ gì gọi là chống tham nhũng cả. Đó, tham nhũng đó là trực tiếp với người dân luôn đó. Tôi nói quý vị là trực tiếp với người dân luôn đó. Người ở hải ngoại gửi về bao nhiêu tiền? Rồi trong nước quyên góp bao nhiêu tiền? Những tên thực hiện quyên góp đã đục một mớ rồi. Rồi đi qua những bộ lọc đó đục thêm một mớ nữa. Mỗi một cái bộ lọc đục thêm một mớ nữa. Thì tới tay người dân còn cái gì đâu. Quyên được 10 đồng tới tay người dân còn được 50 sen. Đây là thực trạng. Nhưng mà dân vẫn đóng tiền. Dân hải ngoại vẫn gửi về. Giống như tôi nói quý vị. Các cụ ở đây nè. Mình nói mấy cụ một tiếng. Trời ơi mấy cụ ơi. Đóng tiền chi để làm giàu cho mấy thằng này. Mấy cụ nói mày kệ cha tao. Nó làm cái gì đồng tiền tao không biết. Nhưng mà tao bỏ tiền tao mua đất cho con cái của tao. Cho con cháu của tao. Nói tới đó cái mình nín luôn. Nhưng mà các thầy, các cha ở đây giỏi lắm. Họ nói chuyện rất hay. Các cụ có bao nhiêu tiền vét hết. Nhưng các thầy, các cha có bao giờ nói thật cho cộng đồng biết là họ phải hợp tác với chế độ cộng sản để cứu trợ hay không? Không bao giờ họ lên tiếng, họ dám nói cả. Tại vì nếu nói ra thì phải nói thật. Mà nói thật thì người ta không quyên góp tiền. Còn nói láo
thì phạm cái quy tắc của tôn giáo. Nói láo không có thì không được, mà nói thiệt thì không ai quyên tiền cả. Do đó quý vị, nó trở thành một cái bệnh dịch từ xưa nay, từ hải ngoại vô tới trong nước. Ở trong nước cũng vậy. Đó quý vị thấy đó, chùa Ba Vàng đó. Tới cái mùa mà gì, Vu Lan với lại tới cái mùa mà Phật Đản quý vị, không có chỗ đứng luôn. Cộng sản dùng những cái quan chức ở trong tôn giáo điều khiển toàn bộ đám đông. Tới mức mà quý vị, đôi lúc tôi nghe mấy tên mà thầy chùa ở trong Việt Nam mà có thể đảng đó, nó thuyết giảng mà tôi ngồi tôi ngứa mắt. Toàn là thầy chùa do Cộng sản đào tạo không? Tôi gọi là thầy chùa, tôi không gọi sư. Tôi không gọi bằng những cái ngôn ngữ gọi là được kính trọng, bởi vì những tên này không phải là những tên đi tu. Nó vào trong tôn giáo là có nhiệm vụ của cái đảng giao phó. Bề ngoài thì là thầy tu, nhưng bề trong quý vị, nó toàn là quan chức của công an, của quân đội. Nó toàn là những kẻ có chức hàm trong cái chế độ cai trị không à. Thì quý vị, làm cách nào quý vị có thể đi cứu trợ được đây? Tự cá nhân đi, tới địa phương nó cản không cho vô. Đi qua các tổ chức thì các tổ chức đều nằm dưới sự chỉ đạo và cái dù của Mặt trận Tổ quốc. Và cái ổ đó là cái ổ đốp tiền nhiều nhất mỗi một mùa lũ lụt thiên tai. Mỗi một mùa lũ lụt thiên tai hay là biến cố nào xảy ra thì đây là cái nơi đốp tiền nhiều nhất. Nhưng có bao giờ Nguyễn Phú Trọng để mắt tới không? Không có. Rồi Võ Văn Thưởng, Phạm Minh Chính có bao giờ để mắt tới đâu? Là bởi vì quý vị, nếu mà để mắt tới thì coi như là cả, là sẽ có khác nào cho dân chúng thấy toàn bộ guồng máy cai trị đều tham nhũng hết. Toàn bộ guồng máy cai trị luôn, chứ không phải là một. Đây là thực tế. Nhưng mà, và thực tế vẫn có người đóng góp. Tới bây giờ được vạch mắt ra cho nhìn thấy rồi, mà vẫn có người đóng góp. Cái chữ gọi là mua đức cho con cái đó. Mua đức cho con cháu đó. Các cụ dùng mỗi ngày đó. Nhưng các cụ có nghĩ rằng cái đó không phải mua đức không? Mà các cụ đang tiếp tay cho chế độ cai trị. Nhưng các cụ không nghĩ như vậy. Và cuối cùng quý vị, tiền vẫn đổ về. Và tiền ở trong nước vẫn đổ vô. Và nó biến mất một cách lạ lùng. Và tự nhiên nó biến thành những cái biệt phủ rất đắt tiền của các quan chức. Đây là thực tế. Và đây là những gì đang xảy ra. Nhưng họ không bao giờ đi tìm cái gốc hết. Họ chạy theo cái ngọn thôi. Đó, cái vụ chung cư mini cũng vậy. Lo đi quyên tiền cho những nạn nhân trong cái chung cư mini. Vậy thì đứa nào xây cái chung cư đó, ai cấp giấy phép để dẫn tới cái thảm kịch này, thì không ai nhắc tới hết. Chỉ lo đi quyên tiền cho những nạn nhân của chung cư thôi. Quý vị, chạy theo cái ngọn của vấn đề. Và quý vị vẫn đã bị cái đám gọi là truyền thông tuyên truyền của Cộng sản nó xỏ mũi là như vậy. Và vẫn phải tốn tiền và móc hầu bao của mình ra. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho cái bài nói chuyện ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.